Áo trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thông qua quy định áp đặt tiêm chủng bắt buộc đối với người dân trên 18 tuổi từ giữa tháng 3 tới. Dự thảo luật do chính phủ Liên bang Áo đệ trình đã nhận được đa số ủng hộ của các nghị sĩ Hội đồng Quốc gia Áo. Tuy nhiên, quy định trên sẽ không áp dụng với phụ nữ mang thai, cũng như các đối tượng vì lý do y tế không thể tiêm chủng.